Bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững là một trong những nội dung được ngành công thương chú trọng triển khai trong thời gian qua để nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững ngành công thương nói riêng. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo An toàn môi trường, giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Được biết luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tại điều 142 đã quy định về phát triển kinh tế tuần hoàn, trong đó đặt ra yêu cầu đối với các doanh nghiệp phải triển khai các biện pháp giảm khai thác tài nguyên, giảm chất thải, nâng cao mức độ tái xuất và tái chế chất thải trong suốt vòng đời dự án từ thiết kế sản phẩm, sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung phân tích những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường đồng thời đưa ra những kiến nghị về hoàn thiện chính sách pháp luật trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững cũng như giới thiệu một số giải pháp tuần hoàn tái chế, tái sử dụng chất thải. Các tham luận được trình bày tại hội thảo đã giúp các đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý, các chuyên gia và các doanh nghiệp có thêm những thông tin và cách tiếp cận mới nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ môi trường ngành công thương trong giai đoạn tới.